Chị thương mại bên cho tất cả các em. Chắc hẳn bây giờ các em đang thấy chị rất là xấu xí đúng không nào? Do chị chưa trang điểm. Tại sao quay video mà chị không trang điểm? Rất đơn giản thôi, là bởi vì hôm nay chị và anh Tiểu Thư sẽ cùng nhau thực hiện thử thách trang điểm. Nhưng điều đặc biệt của thử thách này không phải là chị và anh Tiểu Thúy sẽ ngồi yên như thế này để trang điểm, mà sẽ ngồi trên chiếc máy rung này các em ạ. Đây không phải là thử thách do chị nghĩ ra, mà hôm qua chị tình cờ xem được một clip có một chị cũng ngồi trên chiếc máy rung này, sau đó trang điểm. Chị thấy clip đó rất là vui luôn. Và đồng thời nhà chị cũng có một cái máy rung, chị đã rủ anh Tiểu Thúy chơi cùng chị. Mãi thì anh Tiểu Thúy mới chịu chơi, bởi vì anh ấy nói là con trai mà trang điểm thì đâu có gì là thú vị đâu. Nhưng mà khi mà anh Tiểu Thúy xem được cái clip chị ngồi trên chiếc máy rung thì anh Tiểu Thúy đã cảm thấy rất là hứng thú và chơi liền nghe mà. Thực ra chiếc máy này không có tên gọi là chiếc máy rung đâu, nó là chiếc máy tập thể dục có chức năng rung. Ngày trước khi mà chị hơi mập một chút xíu thôi các em ạ, chị nhớ là chị hơi mập một chút xíu, chị hơn anh Tiểu Thúy có 5kg thôi. Mà nhiều bạn nói với chị rằng: chị ơi, do chị tham ăn, chị ăn hết phần của anh Tiểu Thúy, cho nên là anh Tiểu Thúy gầy bằng nửa chị. Bạn ấy nói quá thôi. Nhưng mà dù sao thì đấy cũng là động lực cho chị giảm béo. Chị đã mua chiếc máy thế này về và ngày đêm luyện tập. Cuối cùng bây giờ các em cũng có thể nhìn thấy thành quả của chị rồi đấy. Chị đã gầy hơn rất là nhiều rồi này. Chiếc máy này thì có rất là nhiều chế độ rung. Bây giờ chị sẽ tập cho các em xem nhé. À không, chị sẽ bật cho các em xem thôi. Đó, nó đang rung ở mức độ 15 và chúng ta có thể điều chỉnh được. Nó muốn nó hạ xuống, đó thì bấm nút này. Mà lên cao thì bấm nút này. Tốc độ tối đa của nó là 30 cơ. Có nghĩa là gần gấp đôi tốc độ này này. Ồ, các em thấy chưa? Tay chị cho vào đây mà nó rung cỡ này luôn này các em. Khi chiếc máy rung này hoạt động thì sẽ làm cho cơ thể của chúng ta rung lắc. Như thế thì sẽ làm cho mỡ tiêu tan luôn. Chị đang để ở tốc độ 15 thôi. Các em có nhìn thấy mặt của chị rung lên không? Hai cái má của chị cảm thấy như nó phúng vinh. Tiếp theo thì chị sẽ bật nó lên tốc độ 30 cho các em xem. Ôi, hết cỡ rồi. Đó, hết cỡ thì nó thế này. Nhưng mà khi nó ra bên ngoài, chị sẽ ngồi ra bên ngoài. Các em có thấy chị rung không? Sao mà chị thấy anh Tiểu bỏ túi rung quá vậy? Xin chào các em, hôm nay thì anh đã chị Thơ mời tham gia cái thử thách rất là ngớ ngẩn, có tên gọi là thách trang điểm trên máy rung. Ngớ ngẩn gì mà ngớ ngẩn, thử thách này vui lắm đấy các em ạ. Nếu mà anh thấy ngớ ngẩn thì anh đừng tham gia nữa. Ok. Thôi, ngớ ngẩn cũng được, chơi tiếp đi. Bình thường ấy thì anh chẳng bao giờ trang điểm cả. Hôm bữa anh đi qua MV, người ta đã trang điểm cho anh Tiểu Thúy. Thì đấy, không? Đấy là người ta trang điểm cho anh, chứ có phải anh tự trang điểm đâu. Cho nên là anh cũng không biết trang điểm như thế nào. Nhưng mà nếu mà trang điểm trên máy rung ấy thì chưa chắc anh đã thua chị Thơ đâu các em ạ. Ồ, chị chắc chắn rằng trang điểm trên máy rung chị sẽ thắng. Bởi vì bình thường chị hay run tay lắm nghe mà. Cho nên là lúc bình thường tay của chị cũng run như thế này. Ồ, giờ trang điểm trên máy rung, rung cộng rung bằng không rung. Thế cơ? Đó, chắc không? Chắc chắn, cho nên là chị sẽ trang điểm đẹp hơn anh Tiểu Thúy. Ok luôn. Nhưng mà anh cũng chưa biết trang điểm như thế nào, bây giờ em có thể bày cho anh không? Đầu tiên, trang điểm đơn giản nhất là chúng ta sẽ đánh cơ sần. Anh sẽ đánh cái này hoặc là cái này. Cái thôi cái này. Cái này đi. Cái này nhìn của con gái quá ha. Ok. Rồi, sau đó là đánh phấn phủ. Thôi anh đừng đánh phấn phủ nữa, mặt anh có phủ lên cũng không đẹp đâu. Sau đó là phấn hồng. Anh cũng đừng đánh phấn hồng nữa, mặt anh có đánh phấn hồng lên xấu quá. Okay. Thế thì anh còn tham gia cái này làm gì? Quên. Rồi, anh sẽ đánh phấn hồng. Rồi. Sau đó anh sẽ chuốt cho lông mi dài ra. Đó. Ok. Rồi, còn cái này là để đánh son môi. Tô son đúng không? Tô cái này là son. Cái này cái này rất là cần thiết với anh. Cái này là cái gì thôi đây? Anh lấy cái này đi, cái này của em. Cái này là cái tô lông mày. Tô lông mày. Ok. Rồi, còn những cái như là che khuyết điểm hoặc là đánh phân khối thì không cần thiết. Không cần thiết, thế thì bỏ ra đi. Rồi, chúng ta em, chỉ tí có nữa em lại chơi gian, em lại dùng xong em đẹp hơn anh thì sao? Ai mà em. Bây giờ chúng ta chỉ có thời gian là 5 phút. 5 phút gì? Ok. Anh ngồi xịt ra kia nhá. Nhưng mà từ từ ôn bài lại đã. Bây giờ cái này trước. Cái này trước này. Cái này. Xong rồi đến cái này. Cái này là mũi à? Phấn hồng. À, phấn hồng là tô vào mũi đúng không? Đúng. Sau đó là cái này. Tô vào má. Cái này là tô vào má. Đúng rồi, cái này tô vào. Xạo quá, cái này tô vào môi. Đừng có mà lừa. Rồi, nhớ chưa? Cái này là tô vào mắt. Vâng, lông mày. À, lông mày. Cái này tô vào lông mi. Đúng rồi, cái này tô vào lông mi. Nhưng mà rung như thế làm sao mà tô lông mi được em? Cái này cũng tô vào lông mi luôn. Có hai loại, một cái màu nâu với một cái màu đen. Ok. Em sẽ xài màu đen, còn anh xài màu nâu. Hiểu chưa? Rồi, ok, nhớ rồi. Bắt đầu nhá. Bắt đầu.
mình sẽ chọn chế độ cao nhất đúng không? Đúng thế. 30 luôn. Hai cái má của chị rung động quá. Nhưng mà anh thấy là nói vẫn bình thường mà. Bây giờ anh nói bình thường à? Ừ, vẫn nói bình thường mà, có sao đâu. Đúng rồi, chị cũng không thấy anh chịu vào túi thay đổi như thế nào ấy. Nếu mà chúng ta giữ cái má như thế này thì sẽ nói bình thường. Còn nếu mà chúng ta... bắt đầu làm nữa đi hết giờ bây giờ. Ok. Nhanh lên. Mà chị cảm thấy rung bụng quá. Thường các em có thấy rung bụng cái này trước đúng không? Cái này trước. Hơi bị thốn luôn. Ngồi là còn đau đít ấy. Như kiểu là cái gì nó dã vào mông mình ấy các em ạ. Chị đau hết cả mặt luôn các em ạ. Chỉ có 5 phút thôi nha. Ok. Anh đều bỏ vào túi. Làm cái này giống như kiểu lau nhà mà. Nhà sạch thì mặt mới đẹp được chứ. Thôi. Xong. Gì mà xong nhanh vậy? Tiếp theo là cái nào ta? Vẫn không? Thấy cái con đấy để đánh. Cái này hả? Đúng thế. Em đã đẹp chưa? Em không thể nào nhìn thấy gương luôn anh à. Bởi vì cái gương nó cứ rung. Cái này không có gương luôn này. Vậy mà anh cũng nhìn vào như thật đấy. Anh không nhìn thấy gì luôn. Đau bụng quá. Đau bụng quá. Hình như là mọi rung bụng thì đau bụng. Cho chị đứng lên nghỉ 2 giây. Chạy ra ăn kìa. Tiếp theo là cái này đúng không? Đúng vậy. Nếu mà chị đứng lên thì chị sẽ dừng trang điểm. Bây giờ làm thế nào để đút vào được mới là khó đấy. Vào mắt à? Đúng thế. Rồi sau đó chị sẽ chuốt mắt cho ra vào mắt. Bây giờ không có lông mi thì làm sao mà chuốt? Đúng rồi. Lông mày còn không có thì làm sao mà chuốt được lông mi? Rồi em thấy hơi bị đẹp rồi đó anh à. Này anh ơi, thấy đẹp chưa? Bỏ qua đi. Anh ghê quá. Của em khác gì đâu. Của em thấy đẹp mà. Bây giờ là lông mày đúng không? Đúng thế. Đâu đây. Nhưng là chưa đẹp lắm. Rồi, được rồi. Ủa, ghê quá. Rồi em sẽ vẽ lông mày. Lông mày của em. Có nhìn được cái gì đâu mà vẽ trời ơi. Lông mày đã nhạt thì thôi. Tự nhiên lên đây nó rung cho. Không nhìn thấy lông cái mày nó rung à. Cái mặt em cũng rung là. Son. Son. Nhưng mà anh con trai có cần phải tô son? Có chứ. Anh không thấy đẩy ca sĩ tô son à? Xong rồi. Anh đã xong. Em cũng xong. Nhìn mặt anh kìa. Nhìn mỏ em kìa. Xong bây giờ chúng ta sẽ tắt cái máy lên đi. Ui dồi ôi, đau bụng quá. Giờ anh mới thấy đau bụng mà. Chết rồi, em còn chưa đánh phấn hồng. Nhưng mà cái mặt của chị đã bị rung. Nhưng mà nói chung rồi. Là em xấu hơn anh thôi. Ngáo. Thôi bây giờ thì thôi bỏ đi, dừng lại được rồi. Và đây chính là kết quả của sau chị, cái màn tra tấn bằng cái máy rung của anh và chị Thơ. Khi mà thực sự là ngồi trên cái máy này là không thoải mái một tí nào. Đau bụng này. Xong rồi nó lại còn ngứa. Ừ, dâm gian ngứa khắp người. Xong nó còn nói chung là khó tả. Nó khó chịu lắm các em ạ. Không hề sung sướng một tí nào hết. Sau các em đừng có ngồi trên cái máy này để trang điểm nhá. Tại mặt chị có nhiều mỡ cho nên là khi nó rung lên thì mỡ trên mặt của chị nó rung làm chị rất là đau luôn các em ạ. Trời ơi, còn đến thế nữa. Đúng rồi, còn mặt anh kiểu túi không có mỡ. Không, nhiều khi răng của chị nó còn cao vào nhau như thế này nữa. Trông ghê quá.
là vì anh thiểu thúi răng xấu cho nên là không cọc 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 như vậy các em ạ. Còn bây giờ các em hãy bình chọn cho chị và anh thiểu thúi. Nếu như các em thấy khuôn mặt của chị đẹp thì hãy thả like. Còn không, bây giờ các em hãy bình chọn số 1 cho anh, còn số 2 cho chị thơ. Mình không thể nào đọc được hết bình luận được, cho nên nếu như các em thấy mặt của chị đẹp hơn cho chị like. Còn nếu như mặt của anh thiếu thứ đẹp hơn, các em cũng cho chị like. Video của chị đến đây cũng là kết thúc rồi. Nếu như các em thấy video này hay thì hãy cho chị một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với mình nữa nhé. Còn mini game, xém tí nữa thì quên mini game. Còn về mini game, như các em cũng đã nhìn thấy ở trên mạng của chị có rất là nhiều son đúng không nào? Đáng ra thì chị sẽ tặng những phần quà lớn hơn son cơ. Nếu như kênh Thơ Nguyễn Family đạt được 1 triệu đăng ký trong dịp Tết. Nhưng mà thật là buồn, qua Tết khá là lâu thì kênh Thơ Nguyễn Family mới đạt 1 triệu lượt đăng ký. Một cây son như thế này thì chỉ có giá khoảng là gần 150.000 thôi. Nhưng mà chị tin rằng nó sẽ mang giá trị về tinh thần khá là lớn. Bởi vì sắp tới đây sẽ là ngày 8 tháng 3. Chị mong rằng các bạn nào nhận được son thì sẽ tặng lại cho mẹ của mình hoặc là bà của mình. Cũng có thể tặng cho chị của mình luôn. Các bạn nam cũng có thể tham gia chương trình này để nhận son và tặng cho mẹ nhá. Cho nên là mặc dù giá trị nhỏ nhưng mà giá trị tinh thần khá là lớn đúng không em? Ở đây thì chị có khoảng là 250 phần quà với các màu son khác nhau. Đầu tiên đó chính là màu hồng cam đây các em ạ. Đây là son của Roto cho nên là về độ an toàn thì chị rất là tin tưởng. Tuy nó không được lên màu môi, nó không được đẹp như các dòng son đắt tiền khác, nhưng mà chị thấy rằng dòng son này cũng khá là ưng ý. Ngày xưa thì chị cũng rất là hay xài dòng son này luôn. Đây là cây son có màu hồng cam các em ạ. Màu hồng cam thì ở dưới đế sẽ dán màu hồng cam như thế này và có ghi chữ luôn. Chị sẽ thử cho các em xem. Đó, nhìn mới tanh luôn, chị chưa từng sử dụng. Và các hộp này thì chị cũng mới mua. Đó, giờ chị sẽ thử ra tay nhé các em. Các em thấy chưa? Màu rất là bóng, rất là đẹp. Muốn đậm thì chúng ta chỉ cần tô nhiều lần là được. Mini game lần này thì rất là đặc biệt so với các lần trước đúng không các em? Bởi vì chị không thông báo từ đầu video. Chị muốn rằng những bạn nào mà xem video của chị không tua này, không bỏ qua một giây phút nào thì là những bạn xứng đáng nhất có thể tham gia mini game. Cách thức tham gia thì rất là đơn giản thôi các em, chỉ cần bấm vào đường link bên dưới phần mô tả, sau đó trả lời các câu hỏi. Lần này thì chị sẽ đặt ra các câu hỏi dễ dễ thôi để cho các em, những bạn nào nhỏ nhất xem video của chị cũng có thể trả lời. Video của chị bây giờ đến đây cũng là kết thúc luôn. Nếu như các em thích video này hãy cho chị một like, đừng quên đăng ký và chia sẻ với mình nữa nhé. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại em lúc sau.